Chào anh. Anh mời tụi em xuống đây làm việc gì anh? Mấy đứa mặc đồ lính. Chắc là xử mình mặc đồ lính đây. Bữa nay mình làm việc ở đây thì nước ai trả đây? Anh em cứ kêu nước đi. Bên nào mời mình làm việc thì bên đó, em ngồi đây. Anh vô đi. Rồi, mọi người làm việc đi, em quay live. Coi cho con chuyện tin ở đâu đi. Anh em đang ở đài tưởng niệm liệt sĩ Biên Hòa bị một số công an giao thông an ninh đang quấy rối với anh em mặc đồ lính. Đang ở nghĩa trang Biên Hòa cô Nguyệt. Chúng tôi kiểm tra, công an kiểm tra bất cứ lúc nào, trừ về chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân nha. Theo điều luật nào vậy ạ? Anh cứ về phường đi thôi. Anh mời tụi em ở đây thì tụi em chúng tôi mời được, sai chúng tôi chịu, phải không? Không, anh có văn bản gì không? Chứ đâu có nói miệng mà mời được. Đúng rồi. Đâu nói miệng mời được. Anh chống luật, anh phải hiểu luật. Tôi không phải gì vậy, thích luật anh ở đây. Chứng minh tôi đây. Còn chỗ nào mà có nhiệm vụ tôi phải được. Không có luật nào cho phép mình hết. Rồi đây. Mình cứ hợp tác thôi, đâu có gì đâu, đâu có phạm luật gì đâu mà chống đối chị. Mấy người phạm luật nó chống đối thôi. Đâu phạm luật gì đâu. Anh em chuẩn bị đi đoàn người đây. Anh em chuẩn bị đi đoàn người nha. Gì trời chú. Khả năng đó. Khả năng đó là chắc chắn rồi. Rồi chứng minh của em đó. Có ai chứng minh không? Mặt lái xe chứng minh. Rất là đông. Không sao đâu cô, họ giữ giấy tờ cũng làm được gì đâu mà. Có số điện thoại của Nguyệt không? Cô Nguyệt gọi nãy giờ. Thôi, có. Cô Nguyệt gọi cho anh Dép đi, con đang quay live không có nghe được thoại được. Không test đâu rồi, anh test đi con lấy. Test bị thứ hai rồi. Thiếu chứng minh hoặc chứng minh Bộ Nam đây. Ủa chết trời. Có số cái gì con? Nhắc đi con. Anh đưa đây là. Phải không? Chắc vậy á. Cái này không? Có số của Nguyễn không? Đó rồi, đó rồi, đó rồi. Cô gọi cho anh vậy. Xe ta ai đây đâu, cha thấy cả xe mới đi rồi.
bây giờ làm sao mà được xếp kiểm tra giấy tờ xe, chúng tôi đâu có. Xin lỗi anh Thọ. Anh chưa tối, chúng tôi chưa tham gia giao thông. À. Ok. Chúng tôi kiểm tra. Chúng tôi chưa tham gia giao thông. Không kiểm tra giao thông, đang đi đang kiểm tra giấy. Hành chính không liên quan tới xe anh. Này chúng tôi kiểm tra xe nè, giấy tờ xe liên quan xe anh ha. Chúng tôi không có kiểm tra bằng lái đâu. Rồi anh có xuất trình giấy tờ. Rồi ok. Dạ. Còn anh đi xe còn bỏ quên. Rồi đi em qua nhà đi anh tạm giữ luôn ha. Lý do là xe không, tại vì lý do là em không có chứng minh là xe của em. Nói nhà. Anh xe không liên quan. Anh có giấy tờ xe anh phải có văn bản và cái chuyên đề. Chuyên đề của anh là gì? Cái vấn đề của anh, kế hoạch và chuyên đề của tụi anh là tụi em không có thẩm quyền kiểm tra. Sao không có thẩm quyền? Tụi em là người dân, tụi em không có thẩm quyền kiểm tra tụi anh. Chứ ai mới có thẩm quyền anh? Người dân là người giám sát. Nếu anh không có chuyên đề. Thôi đừng, anh đừng có giải thích cái gì đó. Xe chưa tham gia giao thông mà anh. Xe chưa tham gia giao thông, anh không có chuyên đề, anh không được quyền kiểm tra. Các anh làm việc có chuyên đề, người dân chúng tôi được quyền giám sát. Nếu anh muốn bắt dắt xe về. Nếu anh muốn bắt anh dắt xe về, xe anh khỏi cần phải thông báo chúng tôi. Các anh làm việc người dân được quyền giám sát chứ. Thì ấy là chứng minh gì đâu? Quyền quá. À, ở bên Mỹ về không có chứng minh anh? Đúng rồi, quốc tịch Mỹ. Bà con. Có cái này không? Không, không có. Còn cái chứng minh ở Việt Nam? À, có thẻ căn cước được không? Thẻ xanh đi. Nha. Thẻ xanh đi. Anh thấy quay lại hả? Dạ không, không quay lại. Cứ để, nếu mà muốn bắt thì cứ để, không quay lại đi thì có gì ra đại sứ quán trình bày hả? Dạ em có quen đó con. Nó muốn bắt thì nó dắt xe nó về, mình đi taxi mình về. Bắt dắt xe về. Không có nghĩa vụ, không có nhiệm vụ, phải đưa giấy tờ, xuất trình giấy tờ. Mình không có nhiệm vụ chứng minh đó là xe của mình. Nếu mà nói xe gian thì gì đó thì họ anh phải chứng minh là cái xe đó xe gian. Đó là trách nhiệm của mình. Trách nhiệm chứng minh mình phạm tội gì đó là của cơ quan chức năng. Mình không có nghĩa vụ chứng minh vô tội. Có nghĩa vụ chứng minh mình vô tội. Quay kỹ vô anh, quay nét vô. Quay nét mặt em nè. Đẹp trai mà. Hot boy. Thằng này là một thằng bưng bô. Hôm nay anh đã làm việc xong chưa và ai đang làm việc? Không ai làm việc với tụi tôi đó là tụi tôi về. Nếu mà không ai vậy thì chúng tôi được phép đi hay là chúng tôi được phép ra về? Anh đã làm việc xong chưa và ai đang làm việc? Anh cứ giữ. Gây rối trật tự công cộng, không buôn bán ma túy trái phép, không bán dâm, không vi phạm luật hình sự, tất cả gì hết. Đúng. Bây giờ các anh đã làm việc xong chưa và ai đang làm việc với chúng tôi? Nếu không có ai làm việc thì chúng tôi xin phép các anh trả chứng minh để chúng tôi đi về. Lúc nãy ai mời vô đây làm việc? Anh em tập trung đông người. Anh em nào tập trung, anh em nào vô đây làm việc? Lúc nãy anh em nào mời tôi vô đây làm việc? Chắc anh em bên này phải kéo rồi. Xuống Bình Dương đòi người rồi đó. Chuẩn bị tinh thần đi nha. Mấy anh tạo ra luật thì mấy anh là người chấp hành luật đầu tiên. Mới vô Thanh Nhàn có mấy cây mà nó tới đồng đen. Đúng rồi. Đen đỏ hết. Vàng luôn. Xanh, đỏ, vàng, tím, đen gì tè le hết. Đủ cái đèn cho không ạ. Chú ơi cho con ly trà đá chú. Anh em uống gì kia đi. Người ta mời làm việc người ta trả tiền. Đúng rồi. Chính xác. Cho bịch sữa đi. Anh em uống gì kêu à. An ninh mời làm việc là chú. Họ trả tiền. Đâu rồi chị. Có bắt bò hay chứng minh gì đâu rồi. Không có giấy tờ gì hết á, chú bắt thì chú bắt luôn đi cũng được. Bắt nhốt luôn đi. Xe này xe qua, ai điều khiển xe này, từ người điều khiển xe. Không có điều khiển xe, anh lên dưới xe đang. Anh điều khiển của nào anh? Anh muốn bắt điều khiển ra người kia đó, tôi chạy anh bắt. Là lái người tôi chạy anh bắt. Anh có biên bản, anh phải có chuyên đề. Anh có chuyên đề kiểm tra hay không? Quay phim canh này lại cho anh. Anh có chuyên đề kiểm tra không? Lần kiểm đâu anh xuất trình lệnh ra. Hàng triệu người đang xem. Anh không có lệnh, chúng tôi không có, tôi vui lòng phải chấp hành. Anh phải xuất trình lệnh trước. Theo đúng nguyên tắc, theo đúng luật mà làm. Anh phải xuất trình lệnh trước. Anh hiểu luật mà. Mấy bạn thấy đông không? Đông không? Đông như kiến luôn á. Chúng tôi sẽ xuất trình giấy tờ. Giấy
nếu anh không có lệnh mình thắm mấy cây nhang thôi mà nó bu đông vậy đó. Anh không có lệnh tức là anh không phải đang thi hành công vụ, chúng tôi không có nghĩa vụ chấp hành. Chờ ai nữa anh làm gấp cái lệnh đi. Nếu anh muốn kiểm tra anh làm gấp cái lệnh. Giờ nó làm lệnh bắt nữa. Anh vui lòng cho chúng tôi biết giờ ai trực tiếp làm việc với chúng tôi, giờ chúng tôi không biết ai trực tiếp làm việc. Nguyên một bầy không biết ai làm việc hết. Đó bây giờ đó. Rồi kiểm tra xong chưa anh? Là việc với ai? Có quyền luật quy định. Nếu mà anh lực lượng đấu tranh thì lực lượng áo vàng. Chúng tôi có quyền kiểm tra chỗ này. Mình thắp nhang mà nó cũng vi phạm luật giao thông nữa sao á? Áo vàng mà thấy áo vàng quá trời luôn. Anh mở lực cư trú ra. Lực cư trú anh kiểm tra sau 23 giờ. Ông có ác sự lực cư trú sau 23 giờ. Cái đó anh đặt. Anh có quyền giám sát. Anh có quyền giám sát. Anh có quyền kiểm tra. Anh Hoàng Văn Cảnh, trưởng công an. Người dân được quyền kiểm tra giám sát. Còn anh này là anh cảnh sát giao thông. Nha, tôi nói rõ anh nha. Anh nói có lệnh giao thông mà. Sao lại không có? Bây giờ anh không có lệnh thì sao? Có anh chứng minh. Rồi anh mở lệnh chứng minh gì đó. Khoản 2 điều 2 Bộ luật sửa đổi hiến pháp năm 1992 rồi anh cứ nói đi. Là khoản 2 điều 2 đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân và những điều quyết định của mình kiểm tra. Và tài cũng tại điều 9 khoản 2 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ giám sát kiểm tra khác nhau không? Giám sát là bao gồm đưa lệnh đây anh, đưa lệnh đây phải nói phải có giấy tờ có văn bản chứ tụi anh nói nó cứ khơi khơi đâu được. Điều 9 luôn của đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mấy bạn thấy đâu không? Anh em share clip ra. Dân được quyền phản biện. Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức thành viên của Mặt trận các tổ chức xã hội các hoạt động. Đó. Và hiến pháp quy định người dân được quyền tự do đi lại. Nếu anh không làm việc nữa chúng ta sẽ đi về. Chúng ta rất là quyền tự do đi lại. Chúng ta có quyền và chúng ta là con người. Đúng. Các anh có biết là hiến pháp có quyền tự do đi lại không? Chúng ta có quyền quyền con người, quyền con người phải được tôn trọng tại Việt Nam. Làm việc không có giấy tờ biên bản chúng tôi được quyền từ chối làm việc. Lúc nãy giờ chúng tôi đồng ý vô đây làm việc các anh, mà các anh chẳng ai làm việc hết, đi ra ngoài hết. Bây giờ các anh làm việc hết đâu? Chúng ta đi về. Chúng ta có quyền và chúng ta là con người. Đúng chính xác. Công chức, đảng viên và đồng quyền con người phải được tôn trọng tại Việt Nam. Luật do các anh đặt ra thì các anh phải phải đây hiến pháp nằm trên đây hết. Giờ cảm ơn nhà nước mình đã tạo điều kiện xây dựng mạng internet và phổ biến luật. Mình để coi thử công an này có làm việc làm được gì tụi mình không nha. Công an bây giờ bên ngoài rất là đông. Đây là những tên an ninh đang mình đi thắp nhang cũng có vi phạm luật giao thông nữa sao á. Anh đưa công an tỉnh Bình Dương xuống luôn chứ. Chúng tôi không hề lấn chiếm lòng lề đường. Không vi phạm. Không vi phạm bất cứ cái gì. Người dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm. Không có luật nào cấm chúng tôi thắp hương. Tắt vậy giống chẳng khác nào. Không có luật nào cấm chúng tôi thắp hương tưởng niệm hết. Thắp hương người đã chết chứ. Đúng rồi. Chứ làm gì đâu mà ghê gớm vậy. Anh nhớ là cán bộ công chức chỉ được làm phép. Không có luật nào cho phép anh vô đây kiểm tra giấy tờ xe. Hai. Anh giữ tôi ở lại đây hết. Tí nữa mày bị hốt lên là cái bộ đồ này chắc là phải cởi ra cho tụi nó rồi ha. Tự sướng cuối coi. Quay trực tiếp luôn. Đang quay live hả? Không, quay trực tiếp cảnh mà lột đồ á, phải buồn cái. Dạ khoảng được khoảng hơn 20 phút trôi qua mấy anh không có ai xuất trình giấy tờ và lệnh để mà kiểm tra xe của chúng tôi. Chúng tôi còn phải đi làm để đóng thuế trả lương cho các anh đó. Đúng. Các anh lãnh lương là từ tiền thuế của chúng tôi. Đúng. Và các anh đang làm khó chúng tôi, đang làm phiền chúng tôi hôm nay. Các anh đang nhũng nhiễu chúng tôi ở đây. Công an là đầy tớ của nhân dân. Bác Hồ dạy các anh như thế nào? Đối với dân phải kính trọng lễ phép. Bác Hồ dạy công an nhân dân như thế nào? Đối với dân phải kính trọng lễ phép. Các anh mời tôi đây, vô đây làm việc anh đang đứng hết là sao? Bởi vì nó không biết làm gì hết. Tại sao những người mời ra một kia đứng hết? Bây giờ mấy anh cảnh sát cơ động gì đó có muốn kiểm tra mấy chiếc xe đó không? Mấy chiếc xe đó đúng là nậu, lấn chiếm là thiệt. Em có kể. Ông ngay cái đền tử sĩ chạy vòng vòng cái đền á, có chỗ cảnh sát giao thông đứng rất là đông luôn. Cảnh sát giao thông đang lấn chiếm lòng lề đường á.
ngày mai chắc là phải lên division rồi. Lên luôn. Ngày mai anh này sẽ đưa cho mình lên division. Hay là cà phê dư luận viên gì đó. Chiếu lên TV rồi cho anh em coi chơi. Rất là đông nhưng mà không ai làm việc với chúng tôi cả. Bởi vì họ không có lý do gì để làm việc với chúng tôi. Hai bọn tôi chỉ cần đúng luật thôi, điều đầy đủ. Làm đúng luật. Điều là người Việt Nam nó đổi dần bạn hết. Họ tưởng đâu là mình sợ. Nhưng mà ngày mai mình cũng quanh lại đây được bình thường. Dạ không, tại vì tụi con đó là tưởng niệm, nói chung ai này kia là cũng giờ không là một người Việt Nam. Cũng là người Việt Nam hết chú. Cũng là người Việt Nam, người Việt Nam tất cả đều là máu đỏ da vàng. Cũng chung một dòng máu. Tập lại để đứng đây và coi cái cảnh này. Cái chuyện này mình không động tới bác, tại bác đây không có làm gì ảnh hưởng đến nhân dân. Vậy tụi con đi biết con có làm gì có được không? Má Hồ dạy, má Hồ dạy mấy anh đó mà chú. Má Hồ dạy mấy anh công an nhân dân đó, anh phải kính trọng lễ phép. Con kính lời bác Hồ lại. Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, chú thấy không? Có ai trọng lễ phép tụi con? Chưa có, bác Hồ dạy sao? Cán bộ công chức là đầy tớ, công bộc trung thành tận tụy của dân. Có đầy tớ công bộc nào mà không chẳng xét xét vô. Đừng đọc cái mấy này nó biết cái gì đâu mà đọc với nó. Đâu nó toàn sò khỉ trong đó không có gì đâu đó mà nó biết. Lời bác Hồ dạy họ cũng nghe mà. Đúng lời bác Hồ dạy ai nghe. Họ cũng có bắt đầu ra gì đâu. Nói công an là đầy tớ của nhân dân. Không, mấy cái đó tụi nó biết rồi, em đọc với nó làm gì. Đừng gãi tay trâu mà. Phạm chủ. Tao làm nó sai rồi thôi. Nãy giờ mà nè rồi. Để em chụp cho mấy anh mấy chuyện. Em chẳng quay lại mà bị gì đó làm. Này. Dạ bây giờ là hơn 30 phút trôi qua các anh cảnh sát không chứng minh được chúng tôi mắc tội gì. À mà tôi có đâu mắc tội đâu mà chứng minh. À, bây giờ khoảng 5 phút nữa mà họ không làm việc chúng ta đi về nha. Bởi vì thời gian chúng ta không có nhiều cho những cái việc này. Nếu mà bây giờ mình đi về thì mình sẽ lên mình nội giấy tờ. Sao những người chấp pháp lại có thể mà ngồi sổ pháp luật như vậy? Không có pháp luật ra gì đâu. Tự nhiên vô kiểm tra giấy tờ xe. Luật nào cho phép họ làm điều đó? Cán bộ chỉ được làm những gì pháp luật cho phép. Luật pháp, hiến pháp quy định rõ vậy. Cán bộ chỉ được làm những gì pháp luật cho phép. Đầu tiên họ làm chuyện đó pháp luật có cho phép hay không? Còn người dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm. Chúng tôi làm chẳng có gì pháp luật cấm hết. Tại sao lại không luôn ở đây? Không có luật nào cấm hết. Bây giờ họ đâu cũng mà. đang đi hết rồi. Cũng đang di chuyển rồi. Mình làm việc với nhau à. Nhưng mà họ đang giữ cái chứng minh nhân dân không có trả. Mấy này nó làm gì có quy định anh. Nó làm theo luật rừng mà. Thôi, anh này là đại diện. Thôi mời anh ngồi, ngồi xuống anh tắt cái máy đi coi nè. Không được. Bên đây hàng ngàn người đang chứng kiến anh làm việc với chúng tôi. Tôi có quyền giám sát. Bọn em đang thực hiện. Tôi là Nguyễn Như Phương. Bọn em được quyền giám sát nè. Thank you.
Rồi có giấy tờ chứng minh đầy đủ. Em đang thực hiện quyền giám sát. Nói chuyện riêng chị không giấy tờ tùy thân ở Việt Nam là chị vi phạm luật rồi nhé. Dạ thì anh có quyền bắt. Tôi có quyền phạt. Bắt không bắt mà tôi mời về phường và phạt nè. Dạ, từ 1 đến 200 ngàn đó. Anh có quyền. Đó, đúng không? Không có chứng minh này nè. Cứ tự nhiên chứng minh không có tiền nữa mà bạn. Chứ không phải là dạ dạ thì cái đó thì em ghi nhận là trường hợp này không có giấy tờ là không có giấy tờ chứng minh là vi phạm luật ở Việt Nam. Vâng, tụi em ghi nhận chuyện đó. Đúng không? Dạ, đúng. Đi đâu là đây là giấy tờ tùy thân anh đi, có giấy tờ. Tôi kiểm tra xong, tôi có quyền kiểm tra bất cứ lúc nào 24/24. Đây là tôi công an địa phương, công an phường. Anh có quyền kiểm tra nhưng anh không có quyền. Tôi kiểm tra thì có quyền, tôi sẽ trả lại, đúng không? Dạ đúng. Thì đó là hoàn toàn đúng luật, em hoan nghênh luôn. Cảm ơn anh nhiều luôn. Hoan nghênh. Hai. Đúng công an đâu. Anh làm đúng luật, tôi em hoan nghênh hoàn toàn. Ok nhé. Còn tôi kiểm tra là đúng. Dạ, đúng, tôi kiểm tra đúng. Nhưng mà mấy anh cảnh sát giao thông kiểm tra là sai. Anh đồng ý với em không? Trần Xuân, đây em đây. Sơn Điền. Anh kiểm tra là hoàn toàn đúng nhưng cảnh sát giao thông ở đây kiểm tra là hoàn toàn sai. Có một lời tiên Dương thật sự. Dương Tấn Phước. Dạ của em. Làm đúng là tụi em rất là chấp hành. Đúng rồi. Anh kiểm tra là ok. Nguyễn Văn Thạnh, số hiệu 406, bài số 5, làm rất đúng. Đi đâu là mang giấy chứng minh đi. Lực lượng công an mình cần những người như thế này. Chúng tôi có quyền là lưu. Không phải là giữ hay bắt bớ gì nhưng dạ. Lưu chị là cơ quan để tôi điện về địa phương để tôi xác thực nhân thân này của chị ha. Thế thôi cho nên được sao thì đi. Cái không chứng minh này có thể là phạt từ 100-200 và có thể phạt cảnh cáo, có thể nhắc nhở. Cảm ơn anh. Rồi, cái này có điện về địa phương luôn không? Rồi, cảm ơn anh. Rồi, chúng mình cần rất cần những người như anh. Cảm ơn có những người như cần thêm nhiều người như thế này nữa. Rất là yên bình và tốt đẹp, mạnh bền vững. Rồi xin phép mọi người bây giờ chúng tôi về nhà ai nhà về nhà nãy đây. Mời chú không có bận gì này, ngồi lại chơi với chút xíu. Có gì đâu. Ngồi lại uống nước chút ha. Rồi anh em chẳng mấy khi Sài Gòn lên đây mình giao lưu chút xíu. Sài Gòn. Cái vui vẻ thôi. Sài Gòn ra vô. Chú ta. Rồi anh chúc cho nó. Chú em chứng minh gì chú lời điện gì đi con ạ. Chú ơi.